Nếu bạn đang muốn làm một loại bánh vừa ngon, ngọt ngào, vừa đẹp mắt, lại không cần dùng đến lò nướng, thì hôm nay Mâm Nhà sẽ cùng các bạn làm một chiếc bánh mông lăng tuyệt vời, đẹp đẽ. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm chocola trắng, 2 lá gelatin, sữa tươi, whipping cream. Còn bây giờ thì bắt tay ngay vào làm thôi. Bước đầu tiên, các bạn sẽ cần thái chocola thành những miếng nhỏ khoảng một đốt ngón tay. Nhưng nếu mọi người sử dụng chocola chip hạt nhỏ thì không cần thái nữa nhé. Ngoài ra, nếu không thích ăn quá ngọt, các bạn có thể thay chocola trắng bằng chocola đen hoặc chocola sữa tùy theo ý thích của mình. Tiếp theo, mọi người chuẩn bị một bát nước đá để ngâm gelatin trong từ 5 đến 10 phút. Đến khi lá gelatin nở mềm, lưu ý không dùng nước nóng hơn 30 độ để ngâm lá gelatin vì nhiệt độ cao sẽ làm tan chảy gelatin. Khi lá gelatin nở mềm thì dùng tay bóp chặt để ép nốt phần nước thừa, cho lá gelatin vào bát chocola trắng đã cắt nhỏ. Sau đó, cho thêm 100ml sữa tươi vào bát rồi đem quay lò vi sóng khoảng 2 phút ở nhiệt độ trung bình. Các bạn nhớ nhé, bước này thay vì quay lò vi sóng, các bạn cũng có thể đun cách thủy hỗn hợp và có thể dùng tay để quấy đều. Bây giờ thì chocola và gelatin đã tan chảy, mọi người trộn nhẹ nhàng cho hỗn hợp hòa quyện vào nhau là được. Bước tiếp theo, mình sẽ đổ kem tươi, whipping cream ra một chiếc bát. Mọi người nhớ dùng chiếc bát to một chút, vì sau khi đánh kem, kem tươi sẽ bung lên rất nhiều đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu đánh ở tốc độ thấp, rồi dần dần chuyển sang đánh ở tốc độ cao nhất nhé. Đánh đến khi nào kem bông lên, khi máy đánh trứng di chuyển sẽ tạo thành những đường vân rõ ràng. Khi nhấc que đánh trứng lên sẽ tạo thành chóp là được. Mọi người lưu ý, whipping cream nên được để trong tủ lạnh ngăn mát, đến trước khi đánh mới bỏ ra. Lưu ý, không được làm đông lạnh hoặc làm đông đá whipping cream. Nếu đông đá, whipping cream sẽ bị tách nước khi đánh. Ngoài ra, cho âu đựng kem và cây đánh trứng vào trong tủ lạnh để từ 10 đến 30 phút giữ lạnh. Bước này sẽ giúp cho việc đánh bông kem nhanh hơn và kem sẽ không bị tách nước. Bây giờ thì cho phần whipping cream đã đánh bông vào cùng với hỗn hợp sô-cô-la trắng trước đó. Dùng một chiếc phới trộn nhẹ nhàng cho đến khi hỗn hợp thật đều và mịn nhé. Bây giờ là công việc còn lại, cho hỗn hợp vào một chiếc túi bắt kem, rồi bóp ra khuôn. Nếu không có túi bắt kem, mọi người có thể sử dụng túi ni lông thực phẩm cũng được. Cho kem vào, rồi cắt nhỏ ở đầu túi là được rồi.
và nhớ dùng dao hoặc dụng cụ phết kem, gạt ngang thành khuôn, bỏ đi phần kem thừa để chiếc bánh của chúng ta được hoàn hảo nhất nhé. Sau khi bơm kem vào khuôn, chúng ta cần cho vào tủ lạnh từ 6 đến 8 tiếng hoặc có thể để qua đêm cho bánh đông lại nhé. Để trang trí cho món bánh này, chúng ta sẽ cần một miếng giấy nến. Nên nhớ các bạn phải cuộn để giấy nến có độ cong nhé. Tiếp đó chúng ta sẽ đặt giấy nến lên trên một mặt đá có bôi nước để giữ được mặt giấy phẳng khi thực hiện thao tác phết sô-cô-la. Chúng ta sẽ cần một phần sô-cô-la tan chảy để nhúng rau bay hỗn hợp vào sô-cô-la. Sau đó phết nhẹ lên mặt giấy nến để tạo thành hình chiếc lá, vuốt nhẹ xuống dưới để tạo thành hình cuống lá. Nhấc nhẹ giấy nến lên và bỏ vào tủ lạnh khoảng 30 phút. Các bạn sẽ lấy nhẹ nhàng ra khỏi giấy từng chiếc lá để được những chiếc lá đề co như ý muốn nhé. Hãy thật nhẹ tay trong các khâu làm trang trí để tác phẩm được như ý của bạn. Vậy là thành phẩm của chúng ta cũng không hề kém cạnh với những chiếc bánh ở ngoài tiệm, đúng không nào? Chiếc bánh mông lăng ngọt ngào, ăn man mát, chắc chắn sẽ chinh phục tất cả những tín đồ yêu thích sô-cô-la khi thưởng thức cùng một tách trà hoa cúc hay hoa nhài ấm áp sẽ thật là phù hợp đấy. Mọi người hãy thử chia sẻ và hãy thử làm món ăn này tại nhà mình nhé. Nếu yêu thích những video của Mâm Nhà và muốn khám phá thêm nhiều công thức nấu ăn tuyệt vời hơn nữa, hãy like, share kênh YouTube của Mâm Nhà và ủng hộ Mâm Nhà trên Facebook, Instagram và TikTok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo.